Xin chào tất cả mọi người. Cũng khá là lâu rồi mình không quay trở lại với cầu Châu Đốc. Từ hôm đó tới nay là cũng khoảng 4-5 ngày rồi đấy. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại xem cái tiến độ thi công nó tới đâu rồi. Trước tiên là mình sẽ đi vào cái khu vực đường dẫn từ cái quốc lộ 91 cho tới đường Châu Long. Thì đây là cái vị trí điểm giữa của cái vòng cung này. Điểm giữa của Hoàng Cung cũng kể như là cái điểm giữa của cái đoạn này. Thì hôm trước cũng đã được thảm nhựa tới vị trí giữa này. Đấy. Và được clip trước đó thì mình thấy là đã tưới cái keo kết dính. Thì rất có khả năng hôm nay là coi như là toàn bộ cái đoạn đường này là đã được thảm hoàn thiện rồi. Vì cái tốc độ thảm là cũng khá là nhanh. Chỉ có ngày hôm trước ngày hôm sau là đã thấy được một đoạn khá là dài. Như vậy thì cũng không nằm ngoài dự đoán của mình là toàn bộ cái tuyến này là đã được thảm bê tông nhựa nóng rồi. Đấy. Rất đẹp. Mình có thể hạ độ cao xuống thấp một tí để nhìn cho zoom lại gần. Đấy. Tuy nhiên là nó cũng vẫn còn có những cái gọi là những cái lằn ranh giới giữa các cái len len này thảm trước, len kia thảm sau, như vậy là nó vẫn có cái làn đẹp chưa. Đấy. Đây là cái vị trí ngã tư này. Ngã tư này thì tất cả các cái bùng binh bốn cái, hai cái lớn là xéo nhau, hai cái nhỏ xéo nhau. Thì trên các cái bùng binh này thì gồm có những cái hình chữ nhật, thì theo mình nghĩ là có thể là các cái nắp hố ga, ống cống, lỗ thoát nước hoặc là lỗ thoát nước mưa, và thậm chí là kể cả các cái trụ sau này sẽ gắn cái cột đèn lên đó và cái hệ thống cáp điện ở dưới đó nữa. Đấy. Nhưng mà vừa rồi thì mình có nhìn thấy ở bên tay phải có một cái miếng đất trống rất là rộng đẹp nữa. Thì lát nữa cuối clip mình sẽ quay lại cái vị trí đó xem là cái khu đất đó là cái khu đất gì. Nếu mà ai biết đấy thì có thể cho mọi người cùng hay. Đây là khu đất rất là đẹp. Còn đây là cầu. Như vậy thì ở đây chỉ thấy có mấy chiếc xe lu thôi, ba hoặc bốn chiếc xe lu. Cái đội hình của anh Frank Deadman thì rùa trắng và một hoặc hai chiếc xe lu, hai ba chiếc xe lu gì đó, bây giờ là không thấy ở đây nữa. Có thể là các anh ấy đi để mà thi công ở các cái khu vực lân cận đây chăng, này tiếp cận thật là gần cây cầu đây. Thì như mọi người có thể nhìn thấy đây, tức là lan can thì cũng cái phía bờ Châu Đốc á, cũng chỉ được gắn mới chỉ được gắn cái phía hạ lưu thôi, còn phía thượng lưu là chưa thấy. Đi thêm một đoạn nữa xem như thế nào, vẫn chưa thấy. À đây, bắt đầu từ vị trí này này, bắt đầu từ vị trí cái nhịp mà đúc hẫng này, thì cũng như hôm trước thôi, thì đã được gắn cả thượng lưu và hạ lưu. Sẽ đi lại gần một chút nữa và hạ thấp độ cao một tí nữa nhìn cho rõ. Cái đoạn giữa cầu này thì được gắn cả hai bên rồi. Thế là toàn chắc là toàn bộ cái đoạn đúc đúc hẫng đó. Toàn bộ các nhịp đúc hẫng. Đúng rồi, như vậy là toàn bộ các cái nhịp đúc hẫng thì đã được gắn, còn lại ở phía hai bên bờ thì ở phía bờ Châu Đốc đã được gắn phía hạ lưu, còn bên bờ bờ Châu Giang của Tân Châu này ở đây thì cũng chưa thấy gắn này, kể cả hai bên luôn nhé. Trong khi đó thì đã được tập kết khá là nhiều các cái lan can. À,
cái vị trí này thì bắt đầu được gắn rồi. Đây, mới chỉ được gắn một đoạn thôi, nhưng mà có lẽ là các cái lan can á, thì chưa được tập kết về, hoặc là có khả năng là cái khu vực ở cái nơi mà người ta nhận thi công đó, thi công đúc và gia công các cái lan can thì chưa kịp. Đấy, cho nên là các anh vẫn còn phải chờ. Thế còn ở đây thì mình đã nhìn thấy, tức là hôm trước là đào các cái hố này, và có một bạn đã nói rằng là đây chính là các cái hố để mà đổ các cái đế, đổ các cái đế mà để mà bắt các cái trụ đèn chiếu sáng. Thì quả đúng như vậy, may là rất nhiều các cái đế là đã được đổ xong rồi và đang được lấp đất cái phần đế thôi. Và như vậy thì sẽ có những cái đường cáp ngầm, sẽ có những cái đường cáp ngầm, và sau đó thì người ta mới gắn đây. Nhưng mình nhìn thấy hình như là cũng có các con bù lon để chờ sẵn, sau này là gắn cái trụ đèn lên. Đấy. Cả hai bên, và thậm chí là cả ở cái mang cá là cũng có luôn, ở cả mang cá là cũng có luôn cho mọi người nha. Mang cá thì một bên hay là hai bên, hình như là có một bên, tức là một bên đường đó. Cả hai bên mang cá đều có, nhưng mà ở cái phía mặt trong, còn mặt ngoài thì có thể là không có, hoặc là có thể là chưa thi công. Đấy, các trụ đèn chiếu sáng. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp tới cái vị trí giao giữa đường liên kết vùng và cái đường dẫn tới tỉnh lộ 953. Mọi người có thể thấy cái vị trí này nó thắt rõ ràng không? Không biết là sau này thì cái đoạn khoảng 1,6, 1,5, 1,6 cây số này có được gắn các cái trụ đèn chiếu sáng hay không? Đường thì là 8 mét rồi, bề rộng mặt đường là 8 mét, là cũng tương đối chứ không đến nỗi chật. Và sẽ được gắn hộ lan, nhưng mà đèn chiếu sáng thì như thế nào? Ai có thông tin gì về cái việc này, hãy cho mọi người cùng biết nhé. Còn đây là cái vị trí tiếp giáp giữa đường liên kết vùng và tỉnh 953. Đấy, thì hôm nay thì theo như quan sát của mình thì là cả hai cái nhánh đi lên và đi xuống đều đã được trải cấp phối đá dăm rồi. Còn phía sâu ở trong này, nhất là qua khúc cua này thì hình như là vẫn chưa được dỡ tải, thi công chắc là cái đoạn đầu này trước thôi, sau đó sẽ làm từ từ. Như vậy thì không biết là sau này cái đoạn đường 1,5, 1,6 km này từ cầu Châu Đốc, tức là từ cái chỗ đoạn mang cá, từ sau đoạn mang cá cho tới đường tỉnh 953 chắc chắn là được gắn hộ lan rồi, nhưng mà còn cái việc mà có được gắn đèn chiếu sáng hay không thì cho tới nay vẫn chưa có câu trả lời. Nếu mà ai biết thì cho mọi người cùng biết với nha, thông tin cho mọi người cùng biết. Đấy, tại vì cái quốc lộ 91 ấy, quốc lộ 91 và đồng thời cũng là cái đường tránh, tuyến tránh của thành phố Châu Đốc ấy, thì nó chỉ rộng có 7 mét cũng được gắn hộ lan, nhưng toàn bộ cái con đường đấy dài hơn 10 cây số là không có đèn chiếu sáng. Vì vậy cho nên là có một số anh em nói rằng là chạy trên cái đoạn đường đó nó vừa nguy hiểm vì nó hẹp, đồng thời nó lại vừa không có đèn chiếu sáng, cho nên là chạy ban đêm rất sợ ma. Giữa cánh đồng như vậy mà, giữa cánh đồng chạy như vậy thì gió nó thổi vào sau gáy cũng đã dựng tóc gáy lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi nhanh về phía cầu.
Và sau đó thì như hồi nãy mình có nói là quan sát thấy có một cái miếng đất rất là rộng và đẹp nữa. Nếu mà từ phía Tân Châu này nhìn qua này thì nó nằm ở bên tay trái của cây cầu, còn phía Châu Đốc mà nhìn qua thì nó nằm phía bên tay phải. Mình sẽ tiếp cận cận cảnh xem cái miếng đất nó đẹp như thế nào, và không biết là cái miếng đất đấy để làm gì, có thể là của một cái doanh nghiệp tư nhân nào đấy, hay là cũng có thể là nếu mà đất của nhà nước quản lý thì có thể làm công viên thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, xa xa kìa, đã nhìn thấy rồi, ở phía bên tay trái đấy, phía bên tay trái của cây cầu đó. Rồi thì mình sẽ hạ thấp độ cao và nhìn cái cây cầu ở một cái khoảng cách rất là gần này. Chỉ còn gần một tháng nữa thôi thì nó sẽ được thông xe làm lễ khánh thành và đưa vào sử dụng. Một tháng quay đi quay lại rất là nhanh thôi. Nếu mà gắn trụ đèn chiếu sáng lên nữa thì nó mới tôn lên cái vẻ đẹp của cây cầu. Hiện nay thì cũng đã rất là đẹp rồi. Mọi người có thấy cái miếng đất đẹp chưa? Có bờ kè rồi, đã được xây bờ kè rồi, đã được trồng một cái hàng cây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 cây gì đấy ở phía trước này. Và cái nền thì cũng đã được san rất là phẳng rồi. Thì không biết là miếng đất này là của một cái doanh nghiệp tư nhân nào đấy, người ta sử dụng để làm gì. Nếu mà có ai biết thông tin thì cho mọi người cùng biết. Cái này mà được xây một cái công viên thì đẹp lắm. Cái công viên cho dân cư của phường Vĩnh Mỹ, có sân chơi. Tuy nhiên là nếu mà nó là của cái doanh nghiệp nào đấy thì cũng rất đẹp. Đây, có những cái xe cuốc này. Xe cuốc thì như là đang làm cái công đoạn gọi là tạo cái độ nhám cho cái mặt sàn đấy, có thể được đổ bê tông. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video và nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và rất mong mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa để cho mình có động lực làm các video tiếp theo. Thank you. Bye bye.